sáng sớm tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ liếm diếm, bố kêu mày cả uống với bố một ly trà nào nắng sớm, chiếu qua rèm cửa sổ từ bao sáng tranh tài, uống dung lòng ngừng trà rồi xem tin tức thế nào, mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng, chỉ kêu mày chuẩn bị được gì, bố này mẹ uống chưa, bố thì nói chuyện về sáng giờ họ kinh doanh rồi chứng khoán. Bố cười mẹ cười chỉ cười áo tôi cười y dã. Ai ở đâu dạ ở đâu ở ở ở hãy nhớ đi ai về đi về uống một nhịp trà với bố mẹ. Ai ở đâu dạ ở đâu ở ở ở hãy nhớ đi ai về đi về uống một nhịp trà với bố mẹ. Are you ready? One more!